Về nhà gặp lại bố mẹ sau 3 tuần cách ly, hành động của bé trai khiến tất cả rưng rưng xúc động. Vì bố mẹ đi cách ly mà bé trai phải sang nhà người quen sống giờ. Chỉ phút trở về nhà đoàn tụ với người thân, em nhỏ không giấu được niềm hạnh phúc. Một tài khoản mới đây đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh bé trai khoảng 6-7 tuổi, tay cầm túi đừng quần áo, chạy nhanh về nhà trong sự vui mừng khôn xiết theo chia sẻ của người đăng clip, vì bố mẹ bất ngờ phải đi cách ly 21 ngày nên bé trai được gửi qua nhà người quen sống nhờ. Đoạn clip được quay vào ngày hết thời gian cách ly, bé trai được đón về nhà đoàn tụ với gia đình. Sau một thời gian dài xa cách, cậu bé lao nhanh từ ngoài cổng vào nhà rồi chạy nhảy quanh sân đầy hạnh phúc. Khi được hỏi được về với bố thích không? Thế đi 21 ngày thế nào? Nhớ bố mẹ không? Cậu bé nhanh chóng đáp gọn, thích, có. Dân phải bố thi Thế 21 ngày Nhớ bố mẹ không? mạng để lại nhiều bình luận trước cảnh đoàn viên của cả gia đình, biểu cảm hạnh phúc lộ rõ qua gương mặt, hành động của em nhỏ khiến ngày nấy đều vui lây. Coi mà vừa mỉm cười vừa chảy nước mắt, thương cháu quá. Đúng kiểu không đâu vui bằng về nhà mình nhỉ? Chắc cháu mong chờ ngày này lâu lắm rồi đây, nhìn cưng quá. Nhìn bé vui và hạnh phúc chưa kìa. Chúc mừng cả gia đình nhé, khỏe mạnh đoàn tụ với nhau là quá tuyệt vời rồi. Một vài bình luận của cư dân mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.